Từ vụ Thầy Thích Minh Tuệ. Dư luận phải hết sức tỉnh táo, kẻo dính bẫy thế lực ngầm. Hãy để Thầy Thích Minh Tuệ được an yên, tĩnh lặng trên con đường tu tập. Đừng chạy theo mà gây phiền phức cho người tu tập. Cũng không nên dùng người này mà chỉ tạo thêm mâu thuẫn, hiềm khích đối với những người tu hành. Từ trước đến nay, những câu chuyện về hiệu ứng đám đông luôn là một trong những đề tài thu hút sự bàn luận trong xã hội. Một đám đông có thể mang nhiều thông điệp tích cực và cũng có thể mang đến sự tiêu cực, tùy vào mức độ hành vi và ngưỡng của hoạt động đám đông. Hiệu ứng đám đông xuất hiện trong nhiều hình thái, nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó thường xuyên xảy ra ở những môi trường giải trí, lĩnh vực chính trị, xã hội và tôn giáo. Nói về sư Thích Minh Tuệ, có lẽ chúng ta đã biết một vị sư đầu trần chân đất, tứ đại giai không được. Tứ đại giai không đã nhận được sự chú ý và tôn kính của nhiều người. Mong muốn thiện chí của những người thực hành tâm đạo là nhìn vào sư để tự thay đổi, để tự chuyển hóa bản thân, trở thành người tốt. Cùng cầu mong cho sư Minh Tuệ vượt qua được mọi chướng ngại để đạo quả viên thành trên con đường đã chọn. Thế nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, mà nó đã bị một đám đông tạo thành một làn sóng với muôn hình vạn trạng tâm lý, chiều kích khác nhau. Có một nhóm người thì phản đối, miệt thị trên mạng xã hội bởi vì cho rằng sư Minh Tuệ không phải là người tu. Có một nhóm người thì lại bảo vệ trong chừng mực, có nhận thức, hiểu biết. Còn một nhóm người nữa thì lại lợi dụng câu chuyện này để nhằm trục lợi, gây xáo trộn đời sống, tâm linh tín ngưỡng. Có thể nói, việc mà chúng ta tôn kính một vị sư, dù đó là bất kỳ một ai, là quyền của mỗi người. Không có ai cấm, không có ai phân biệt, bởi vì mỗi công dân đều có quyền tự do tín ngưỡng nếu hành vi đó không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức xã hội. Tuy nhiên, chúng ta tôn kính và thể hiện quyền tín ngưỡng đó phải là tự do, nhưng mà không được vượt quá mức cho phép. Chúng ta có quyền tự do, nhưng mà không lấy cái quyền tự do đó của mình để mà xâm phạm đến tự do của người khác. Không có gây tổn hại thể chất đến tinh thần cho cá nhân nào. Không có ảnh hưởng tình hình xã hội và thời đại văn minh. Tự do còn là thước đo trí tuệ và là nhân tính, bản tính của con người. Quay trở lại câu chuyện về sư Minh Tuệ, chúng ta đã nhìn thấy gì ở một đám đông khi mà họ kéo nhau thành hàng, hàng hàng lớp lớp đi ở ngoài đường, vào đến tận nghĩa trang, đồng hoang bến bãi, nơi mà lẽ ra sư cần phải được nghỉ ngơi sau một ngày dài khất thực, khổ hạnh trên con đường tu tập đầy nắng gió. Thế đừng, cả một đám đông, bất chấp họ kéo nhau đó, quay phim chụp ảnh, rồi thì đặt mọi câu hỏi như là sát hạch, như là điều tra. Họ tung những hình ảnh của nhà sư lên mạng, nhưng mà có bao giờ những người đó đặt mình vào vị trí của người tu hay không? Sao chúng ta không hiểu rằng con người cũng là một, có một sức khỏe giới hạn thôi, cũng cần phải được nghỉ ngơi để mà tiếp tục trên con đường tu tập. Việc tu hành đã khổ hạnh, đã quá vất vả rồi, chúng ta lại còn chiếm dụng luôn cả thời gian nghỉ ngơi của họ, đến nỗi cơ quan chức năng phải đến giải tán và buộc sư Minh Tuệ phải rời đi, không cho ngồi đó nghỉ ngơi bởi vì tụ tập đông người. Không những thế, có một số YouTuber lại còn thản nhiên kêu gọi người dân ra đường gặp sư Minh Tuệ để đặt ra câu hỏi để cho sư giải đáp. Họ liên tục đeo bám, quay phim, giật tít câu view bằng những câu từ gây hoang mang dư luận. Những việc làm này vô tình gây ra một hệ lụy vô cùng lớn, khi mà những người lợi dụng hình ảnh của sư để kêu gọi đám đông xuống đường. Điều này không những gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, mà còn gây chướng ngại trên con đường tu hành của người khác. Dù là vô tình hay là cố ý, đó cũng là những điều cần phải chấn chỉnh và loại bỏ. Việc một đám đông kéo nhau đi theo một người tu vô hình là một cản trở, là một xâm phạm đến quyền tự do con người và quyền tín ngưỡng của người tu tập. Bởi vì tu hành vốn người ta cần sự thanh tịnh,
không có dính mắc vào chuyện đời, chuyện người. Dù là giữa phồn hoa hay là trong rừng, cũng cần được tôn trọng và tịnh tâm trên con đường tu hành. Việc một đám đông đến quay phim, chụp ảnh, rồi thì hỏi nhiều câu chất vấn một người tu, rồi thì lan truyền những thông tin không chính xác, thì ảnh hưởng đến đời sống tu tập của nhà sư đó. Bởi vì có chắc người tu hành như là sư Minh Tuệ muốn điều đó hay không? Hay là sư cũng muốn yên tĩnh để ngồi thiền tập, muốn được nghỉ ngơi, nhưng mà vì lòng từ bi cho nên vẫn phải chấp nhận cho sự đeo bám vô cùng phiền phức đó. Ngày nay, việc tạo thành một đám đông trong xã hội vốn có nhiều phức tạp, không chỉ gây mất trật tự an ninh mà còn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn cho xã hội. Bởi vì chẳng ai có thể bảo đảm rằng trong một đám đông đó không có kẻ gian, trà trộn, không có thành phần bất hảo hay là lợi dụng đám đông gây mất an ninh trật tự. Và không loại trừ những kẻ có thể gây hại, tấn công đến người tu hành khác. Những hành vi tự phát này không chỉ gây ra sự bất an, nguy hại cho bản thân người tu như là sư Minh Tuệ, mà còn gây khó xử cho cơ quan chức năng, tổ chức tôn giáo, bởi vì mọi ý kiến trong thời điểm này đều là nhạy cảm hết. Có thể gây ra nhiều quan điểm bất đồng, là cơ hội cho những thành phần xuyên tạc, đả phá cả những người tu khất thực, lẫn những người tu trong chùa chiền, tự viện, đả phá cả cơ quan chức năng. Thế nên chúng ta thấy, những đám đông mà vây quanh nhà sư hiện nay, những YouTuber liên tục quay phim, chụp ảnh nhà sư, là những gây tố gây ra nhiều xáo trộn, phức tạp cho cộng đồng xã hội. Mà một khi những gì vượt qua giới hạn cho phép, thì buộc cơ quan chức năng, tổ chức tôn giáo phải có tiếng nói, hoặc là giải pháp khắc phục nhằm bảo vệ an toàn cho người tu, dù là người tu bên trong hay là bên ngoài tự viện. Việc sư Minh Tuệ đi khất thực và tu hành khổ hạnh đến nay đã trên dưới 6 năm rồi, nhưng mà không có cơ quan hay tổ chức nào lên tiếng ngăm cấm, cho thấy sư Minh Tuệ vẫn được thực hiện quyền tự do tín ngưỡng. Chỉ đến khi một đám đông ồn ào đổ xô đưa tin nhà sư lên mạng, sau đó là một công cuộc khai thác hình ảnh, đời tư liên tục quá giới hạn về nhà sư. Không dừng ở đó, những đám đông này bắt đầu xuất hiện đi theo sư từ nơi này qua nơi khác, cho nên tạo ra một vào cản vô cùng bất lợi cho người tu hành. Thời gian vừa qua, nhất là những năm gần đây, khi mà mạng xã hội phát triển đã kéo theo những mặt trái của nó. Trong đó, đáng báo động là những hội nhóm anti-fan hay là những đám đông tiềm ẩn thành phần lợi dụng hiện tượng trào lưu để bắt đầu xuyên tạc, trục lợi. Khi mà một đám đông tự dưng bùng phát quá giới hạn, cho phép gây ra sự tiêu cực nhiều hơn tích cực, nếu trong đó có những thành phần chống phá, thiếu hiểu biết về pháp luật. Thế cho nên, mọi hành vi cần phải có chừng có mực, dù đó là sự yêu thương hay là tôn kính người nào. Hình ảnh của sư Minh Tuệ lan tỏa trong những ngày vừa qua, đủ cho chúng ta hiểu về hạnh tu của một người. Nếu mà kính trọng đạo hạnh của sư, hãy thực hiện theo hạnh tốt đẹp bằng cách lan tỏa thông điệp tốt lành một cách văn minh, chứ không phải bằng hình thức kéo xuống đường, bấu víu, dồn ép thực phẩm, cúng dường, buộc sư phải nhận. Chúng ta hãy để sư Minh Tuệ được an yên, tĩnh lặng trên con đường tu tập. Đừng có mà chạy theo, gây phiền phức cho người ta làm gì. Cũng không phải dùng người này để đả phá người kia. Việc so sánh người này với người khác chưa bao giờ mang lại giá trị tốt đẹp, mà nó chỉ tạo thêm mâu thuẫn, hiềm khích. Đối với người tu hành, càng không nên mang ra so sánh. Cũng đừng vì tôn kính sư này mà lại có lời nặng nề xúc phạm sư khác. Bởi vì mỗi người có một biệt nghiệp khác nhau. Người nào sai, người đó sẽ phải gánh chịu hậu quả. Việc tốt hay xấu là riêng của mỗi cá nhân. Không có nên đem người này để mỉa mai, đả kích người khác. Bởi vì người tu chân chính vốn đã buông bỏ mọi hơn thua rồi. Tâm đố kỵ thích hơn nhau chỉ ở những kẻ phàm phu tục tử. Nếu như chúng ta, những người Phật tử, những người mộ đạo thuần thành, những người mà tin yêu, tôn kính điều thiện, thì hãy tôn trọng người tu hành. Đừng vì một vài cái sai của người này mà tạo thành đám đông hỗn loạn. Càng không có nên lợi dụng hình ảnh một người tu hành khổ hạnh, tứ đại giai không, để phục vụ mục đích cá nhân mình, để thỏa mãn sự hằn học
đôi bên bằng ngôn từ ác ngữ. Người ta vẫn có câu, phá một thành trì, tội không nặng bằng xáo động tâm lý người tu. Việc gây cản trở con đường tu hành của người khác, dù bất kỳ hình thức nào, cũng là một việc làm hao tổn phước đức. Chúng ta vô tình, vô minh nên không nhận biết. Mỗi một thời đại khác nhau sẽ có những hình thức vận hành khác nhau. Có thể thời Đức Phật, Ngài đi truyền bá đạo Pháp cho dân chúng ngoài kinh thành, bên vệ đường. Nhiều người dân tu tập xung quanh để nghe thuyết Pháp. Nhưng mà ngày nay thì lại không thể vận dụng cách đó để tụ tập đông người. Bởi vì ngày nay con người ta có quá nhiều thủ đoạn tinh vi, gây ra những vấn đề phức tạp như là trộm cắp, tấn công, khủng bố, lừa đảo. Cho nên một vị tu sĩ đi tu hành khất thực đã khó khăn nói gì đến việc tu tập một đám đông đi theo mà không có sự kiểm soát. Thế cho nên chúng ta hãy là những người mộ đạo văn minh, đừng có vì những mục đích cá nhân, lợi ích bản thân đem người ta ra làm trò đổi trác. Đừng có đẩy người tu vào hoàn cảnh nguy hiểm, khó khăn, bởi vì việc làm này không mang lại phúc đức cho mình, không có lợi cho cộng đồng, mà chỉ góp phần bất ổn an ninh, nhiễu loạn đời sống người tu, tạo nghiệp cho thân mình. Nếu chỉ vì lợi ích cá nhân hay là hành động cơ hiềm thù ghét của mình mà làm cho người tu bị chướng duyên, phải dừng lại hay là thối lui vì những lý do bắt buộc, thì chúng ta đã làm một điều vô cùng bất thiện. Nếu tôn tính người tu hành khổ hạnh, chúng ta hãy thể hiện bằng việc làm tốt đẹp hàng ngày, là hãy lan tỏa thông điệp thiện lành bằng một thái độ nhân văn và cứ đừng làm phiền cho người khác. Chúng ta hãy cúng dường bằng cái sự kính trọng, có trật tự hai bên đường, tại nhà mà vị sư đó đi qua, là chắp tay đảnh lễ từ tốn, chứ không phải chạy theo hàng hàng lớp lớp, quay phim hay là chất vấn bất kể không gian thời gian. Bởi vì người ta tu vốn cần sự điềm an rỗng lặng. Chúng ta hãy trợ duyên cho họ, chứ đừng tạo ra sự xô bồ để rồi vô tình gây ra khó khăn, bất lợi cho người tu hành và gây khó khăn cho cơ quan quản lý.